thôi à. Chán không? Chờ đấy hắn. Con đang làm gì à, anh coi. Em đang chặt lon cây. Con lon đâu, lon ra để tính cò thứ rồi. Ồ, đẹp quá. Rồi để tính cùng lon cây với con nha. Dạ. Thôi để thôi vậy thôi giờ. Hôm bữa đại thánh có dạy con bài quyền và con bài cô bài còn nhớ bài đậu hổ không con? Nhớ. Nhớ hả? Ừ. Vậy thì đại thánh với con tập bài đậu hổ của em. Dạ. Rồi ta để đây. Chào. Xa xôi ta về đây sum họp một nhà, nhà Việt Nam ông cha ta xây bao ngàn năm dòng giống dòng tiên lạc long quân Âu Cơ, anh hùng áo lụa Quang Trung đã lừng danh dừng bước giặc thù giữ gìn núi sông thân yêu đã một lần thống nhất Việt Nam. Ôi quê hương ta, quê hương Việt Nam kiêu hùng, ôi nhân dân ta, nhân dân Việt Nam anh hùng, một lòng chí trai nam nhi, hào hùng nữ nhi oai nghi, rèn luyện võ công. Thầy gái anh rồi, để con không nhớ à? Thôi vậy thôi giờ vậy, thầy đại thánh với con đi chơi đi, điện giỏi trắng quá, đúng không? Ừ mà có xe không? Không. Thôi xe con đâu, dẫn đại thánh đi lên đây. Thầy gọi. Xe không ạ? À? Ủa bà, con biết ơi, con có xe không? Có. Xe con đâu? Dẫn thầy Thánh đi với. Hả? Xe xe hả? Sao thầy Thánh ngồi đâu? Thôi con chạy để Thánh đi bộ đi, Thánh xe nha, được. Thôi xe về rồi một mình con chạy đi, để Thánh đi bộ được. Con chạy đi nha. Chúng ta hẹn ở đằng công viên bên kia nha. Thôi vậy đi, con chạy trước đi con. Công an ha, thôi vậy mình đi bí ơi, đi về công an giao thông. Vậy đi mình đi nha, đi vô đi. Bí ơi.
Thường xuyên vậy và đeo khẩu trang, không nên tập trung đông người như các bạn. Bye bye.